Chào quý vị và các bạn, tôi là bác sĩ Đăng, hiện đang công tác tại chuyên khoa nán chỉnh răng trực thuộc Nha khoa Thùy Anh. Và đây là chương trình Nha khoa dành cho mọi người. Hẳn các bạn đã biết rằng dạo gần đây tập mewing trở thành trào lưu phổ biến trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Mewing cho rằng có thể thay đổi cấu trúc khuôn mặt, nổi bật là đường jawline mà không tốn chi phí điều trị. Thuật ngữ mewing được sáng lập bởi Dr. John Mew và con trai của ông là Dr. Mike Mew có công nghiên cứu và phát triển. Trên thế giới đã biết đến mewing từ khá lâu, nhưng ở Việt Nam phương pháp này còn khá mới mẻ. Nhiều người chưa thực sự hiểu đúng cũng như là có cách tập đúng. Và trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn mới bắt đầu về tập mewing sao cho đúng, kết quả mà bạn có thể đạt được, cũng như các lỗi sai phổ biến khi tập mewing. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! Đầu tiên, mewing là gì? Triết lý căn bản của mewing là tư thế lưỡi. Việc luyện tập những bài cơ chức năng liên quan đến vị trí đặt lưỡi sao cho đúng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các bạn, thậm chí thay đổi những đường nét trên gương mặt khiến bạn trở nên quyến rũ hơn. Điều này vốn dĩ không có gì bàn cãi cả. Tuy nhiên, cái bàn cãi mà triết lý mewing vấp phải, nó không đưa ra được giới hạn hiệu quả của bài tập. Giả sử những người hô nhẹ do tập đẩy lưỡi thì có thể hiệu quả, chứ còn hô hàm mà lại còn ở tuổi trưởng thành thì chắc chắn không thể tập mewing mà hết hô. Hay những người bị bệnh lý khớp thấy dương hàm, viêm xoang hàm nặng thì không thể thụ động tập mewing cho hết bệnh. Tệ hơn nữa, gần đây có một số YouTuber cho rằng tập mewing sẽ không phải nhổ răng khôn. Điều này thật sự hoang đường. Răng khôn thì cũng có 5-7 loại, răng khôn mọc kẹt nhẹ, lợi chùm thì có thể mewing cho mọc lên, chứ răng khôn mọc lệch 90 độ hoặc là răng ngầm biến chứng thì trước kỳ tập mewing các bạn đã gánh phải những biến chứng nặng nề rồi. Như một video mà bác sĩ Mai đã nói trước đây, mewing là bài tập cơ chức năng, nó không xấu hay ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể nếu tập đúng. Tuy nhiên, trường hợp mình không có kiến thức hoặc là quá cuồng thì lại là vấn đề khác. Quan điểm của chúng tôi là mewing có thể thay đổi khuôn mặt, có lợi trong việc điều trị một số bệnh lý thể đau cơ, trong bệnh lý thái dương hàm, đau đầu mặt. Tuy nhiên, mewing cũng có giới hạn mà chúng ta cần hiểu rõ được giới hạn của nó để có những lựa chọn can thiệp y khoa kịp thời khi bạn có vấn đề về sức khỏe. Ví dụ như ở nước ngoài, phụ nữ có góc hàm rõ là đẹp, khuôn mặt góc cạnh thể hiện cho quyền lực và cá tính. Nhưng phụ nữ Việt Nam thì một gương mặt quá vuông với góc hàm rõ, thô lại chưa hẳn đã đẹp. Bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức để tránh những biến chứng về sau. Quay trở lại chủ đề ngày hôm nay, dựa vào đâu mà Dr. John Mew lại cho rằng việc tập đặt lưỡi đúng vị trí lại giúp thay đổi khuôn mặt? Như chúng ta biết, do xương hàm mặt không phải là một thể nguyên khối mà cấu tạo từ nhiều khúc xương sụn nhỏ kết hợp với nhau. Vì vậy, chúng ta có thể thay đổi dịch chuyển theo những đường hướng tích cực nếu bạn lỡ có những thói quen xấu như là ngủ nghỉ sai tư thế, ăn nhai, nuốt bị sai, hít thở không đúng cách khiến khuôn mặt của bạn trở nên mất cân đối. Từ đó mewing ra đời, việc sử dụng lực đẩy của lưỡi nâng phần xương hàm trên lên phía trước, kéo xương móng ra phía trước giúp sống mũi của bạn trở nên cao, cằm không bị lẹm, gương mặt cũng sẽ thanh thoát hơn. Thứ hai, cách luyện tập mewing đúng cách. Để mewing đúng cách, bạn cần phải thả lỏng lưỡi, đặt toàn bộ phần lưỡi lên vòng họng, bao gồm cả mặt sau lưỡi. Lưỡi không chạm vào phần lợi giữa hai răng cửa hàm trên, đặc biệt là không chạm vào răng. Để thuần thục bài tập này, bạn có thể há miệng và sau đó phát âm N, rồi giữ tư thế lưỡi ở vị trí đó, đảm bảo không chạm vào răng là được. Đặt lưỡi ngay vị trí mũi tên như hình bên. Bạn phải đảm bảo rằng khi bạn luyện tập, bạn có thể hít thở đều bằng mũi, tuyệt đối không sử dụng miệng để thở. Ban đầu có thể hơi mỏi, bạn có thể bị rung lưỡi do tư thế lưỡi sai lâu năm, chưa điều chỉnh ngay được. Nhưng nếu luyện tập kiên trì sẽ cho kết quả tốt. Nếu bạn luyện tập đúng, bạn sẽ có cảm giác căng ở giữa cơ mặt, cằm và xương hàm. Chỉ là hơi căng, nếu đau phải xem xét lại cách tập vì khi đó bạn có thể luyện tập sai. Việc tập lưỡi là rất quan trọng trong chuyên ngành nán chỉnh răng. Triết lý tập mewing hiện nay còn gây tranh cãi khi cho rằng có thể cải thiện được các sai hình khớp cắn khác nhau. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tập tư thế lưỡi đúng giúp điều trị chỉ nha thuận lợi hơn, nét mặt của bạn sẽ đẹp hơn, tập thở mũi cũng khiến bạn trở nên khỏe khoắn hơn. Tư thế cột sống cổ chính xác khi tập mewing là một trong những lưu ý cần thiết. Bạn duy trì tư thế đứng thẳng, xương hàm và khuôn mặt của bạn phải thẳng với ngực kể cả khi đứng hoặc là ngồi. Việc duy trì tư thế này cũng giống như khi bạn tập mewing, phải biến nó trở thành thói quen của bạn. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực sự tập mewing cũng gian nan như khi bạn tập thể dục với PT chuyên nghiệp. Hãy kiên nhẫn, nếu làm đúng có thể coi mewing là một kỹ thuật nền tảng giúp bạn có một góc nhìn nghiêng hoàn hảo. Chúng tôi sẽ cô đọng lại về các bước tập và minh họa phục vụ các bạn dễ hình dung. Đầu tiên, đặt lưỡi ngay phía sau răng cửa, không chạm vào răng phía trên vòng miệng.
Tiếp theo, để toàn bộ lưỡi lên vòm miệng ra phía sau, tôi nhấn mạnh là phải đặt toàn bộ lưỡi bao gồm cả phần thân lưỡi và gốc lưỡi, chứ không riêng gì mỗi đầu lưỡi. Nhiều bạn mắc phải sai lầm cuộn lưỡi, đẩy mỗi đầu lưỡi lên cao cũng không đúng với tinh thần của bài tập. Bước thứ 3, đảm bảo môi đã đóng lại. Lưu ý giữ cho các răng hàm trên và dưới tựa nhẹ vào nhau hoặc là hở một khoảng nhỏ. Lực chạm của răng hàm trên và dưới càng nhẹ càng tốt, vì nếu siết mạnh sẽ gây ra thói quen xấu là siết và nghiến răng cận chức năng. Với bệnh nhân chỉnh nha tại phòng khám thì chúng tôi luôn khuyên các bạn để hở răng. Và sau đây các bạn hãy cùng quan sát tôi minh họa. Giả sử tay tôi là lưỡi thì vị trí đặt lưỡi sai là vị trí sàn miệng, là vị trí này, hoặc là vị trí giữa răng cửa hàm dưới và răng cửa hàm trên. Vị trí này thường kèm theo cắn hở nhẹ vào phần răng cửa và khó khép môi, có thể kèm theo thở miệng. Và bây giờ tôi di chuyển lên hàm trên. Vị trí đặt lưỡi chính xác phải là nằm ở phía khẩu cái, như tay tôi đây. Và đầu lưỡi không được đặt chạm vào phần răng cửa hàm trên. Các bạn có thể tìm được vị trí này bằng cách phát âm N. Vị trí kết thúc âm N chính là vị trí của đầu lưỡi. Với những bạn mới tập thì các bạn có thể đẩy lùi lưỡi lại một chút để đảm bảo chính xác. Tuy nhiên, đây chỉ là vị trí chính xác của đầu lưỡi. Các bạn muốn tập mewing hiệu quả, các bạn cần phải đẩy cả phần thân lưỡi và gốc lưỡi lên phía khẩu cái, như tay tôi đây. Những kết quả mà bạn có thể đạt được khi tập mewing. Tập mewing giúp thở đúng. Thở đúng đó là khi bạn thở bằng mũi chứ không phải thở bằng miệng. Việc thở đúng sẽ đem lại nhiều lợi ích. Không khí chúng ta hít thở sẽ được xử lý bằng tự nhiên thông qua các sợi lông nhỏ gọi là lông mao. Lông mao giúp lọc sạch không khí trước khi đi vào phổi. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho cấu trúc sọ mặt. Mewing sẽ loại bỏ các thói quen xấu như là đẩy lưỡi, hóp má, hóp thái dương, đặc biệt là khi niềng răng. Nếu các bạn thực hiện đúng, theo thời gian, mewing còn giúp các đường nét trên mặt trở nên sắc nét, sống mũi cao hơn, hỗ trợ mở rộng đường thở, làm giảm viêm xoang, viêm mũi. Các bạn nên nhớ, với điều trị bệnh lý cần hết sức thận trọng. Nếu như làm đẹp thì có thể được hoặc là không, vì bản chất là luyện tập, không lợi cái này thì sẽ lợi cái kia. Riêng với điều trị bệnh lý cấp cứu, bạn phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay khi có vấn đề, chứ không nên nghe nói tập mewing là điều trị được viêm xoang, viêm mũi thì bỏ qua bác sĩ mà chỉ chăm chăm luyện tập thì không được hay cho lắm. Ngoài ra, chúng ta phải kể đến tác dụng nâng xương hàm trên lên cao. Xương hàm trên được mở rộng và đưa ra trước, giúp cải thiện cằm lẹm, khả năng ăn nhai cũng đầy tích cực. Một số hình ảnh trước và sau khi mewing cho thấy sự thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt mà chúng tôi tìm kiếm trên Internet, bạn có thể xem trình chiếu ở trên. Những lỗi sai phổ biến khi mewing. Đầu tiên là thở bằng miệng. Đây là một trong những thói quen xấu cần phải loại bỏ. Thở miệng sẽ khiến cho khuôn mặt của bạn có xu hướng biến dạng, như là môi trên kéo lên cao, hàm dưới ở tư thế mở, xương mặt thay đổi làm cho khuôn mặt của bạn bị dài ra, hẹp lại, mặt phẳng xương hàm dưới dốc, cằm cũng nhỏ lại, hẹp lại và làm cho răng cửa không chạm nhau. Vì vậy khi mewing chúng ta cần phải thở bằng mũi, nên nhớ là mũi là để thở, miệng là để ăn. Thứ hai là sử dụng quá nhiều lực lên hai hàm răng, thậm chí là nghiến răng. Bản chất của mewing là bài tập cơ chức năng, đặt lại vị trí đúng của lưỡi, sau đó sử dụng lực tác động của lưỡi lên vòm miệng, truyền lực lên trên giúp định hình lại khuôn mặt. Vì vậy khi các bạn sử dụng lực ấn của lưỡi kết hợp với nghiến chặt răng sẽ dẫn tới cản trở khối xương hàm trên di chuyển, phản lại tác dụng của mewing. Khi tập mewing nhiều, các bạn sẽ thấy rằng nghiến chặt răng sẽ giúp lưỡi đẩy mạnh hơn lên trên vòng họng. Gốc lưỡi và thân lưỡi sẽ dễ dàng đặt đúng vị trí lên xương hàm trên. Tuy nhiên, nghiến răng lại là kẻ thù số 1 của một số bệnh lý như nứt răng, đau đầu mặt, đau vùng má, ù tai, bệnh lý khớp thái dương hàm. Các bạn cần ghi nhớ, tuyệt đối không được nghiến chặt răng khi mewing. Thứ ba là tư thế lưỡi không đúng. Không chạm toàn bộ lưỡi lên vòm miệng khiến cho không tạo được áp lực âm lên vòm khẩu cái và cũng không kích thích được xương hàm trên phát triển. Tiếp theo là chỉ sử dụng đầu lưỡi mà không sử dụng cuống lưỡi. Khá nhiều bạn khi mewing mắc phải sai lầm này. Khi mewing, các bạn phải đặt toàn bộ lưỡi lên vòm miệng chứ không chỉ mỗi đầu lưỡi. Phần cơ ở cuống lưỡi rất khỏe so với phần cơ ở đầu lưỡi, giúp bạn luyện tập mewing hiệu quả hơn rất nhiều. Và cuối cùng, không kiên nhẫn khi mewing. Mewing đòi hỏi phải có tính kiên nhẫn và kiên nhẫn để luyện tập. Thậm chí các bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tập mewing thì mới có kết quả. Nhiều bạn mới tập thường có suy nghĩ chán nản và muốn bỏ cuộc sớm. Các bạn phải biết rằng muốn hái quả ngọt thì không thể một sớm một chiều. Hãy kiên nhẫn luyện tập mỗi ngày để giúp bạn có cấu trúc khuôn mặt đẹp và quyến rũ.
mewing chắc chắn sẽ thay đổi cấu trúc khuôn mặt, chỉ là mỗi người sẽ có một hiệu quả khác nhau và đôi khi những bạn quá cuồng làm lệch lạc tư tưởng của mewing. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của nha khoa Thúy Anh. Chúc các bạn mewing thành công và đạt được kết quả như mình mong đợi. Tôi là bác sĩ Đăng, hiện đang công tác tại chuyên khoa nắn chỉnh răng trực thuộc nha khoa Thúy Anh. Các bạn có thể truy cập vào website nhakhoathuyanh.com để tìm hiểu thêm thông tin về mewing hữu ích do đội ngũ chuyên môn của chúng tôi biên tập. Tạm biệt và hẹn gặp lại.